em Ngọc Tâm Đất Giá Rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube của Ngọc Tâm ha, cũng như toàn thể quý anh chị có mặt trên Facebook và Zalo. Thì hiện tại Tâm đang có mặt tại đường quốc lộ 50 nha quý chị, thuộc khu phố 2, khu phố Hòa Thượng 2, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Và cái phía trước mặt của quý anh chị là tầm khoảng 300m nữa thôi là mình tới Bồn Binh, Trường Binh. Mình rẽ trái thì mình về đi tiến trái quốc lộ 50, mình về Sài Gòn luôn ha. Còn mình thẳng luôn á thì mình ra trung tâm thị trấn Cần Giuộc thì vào độ tầm khoảng 800m thôi. Và từ cái vị trí Tâm đứng mà về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 13 đến 14km tùy theo cái khu vực quý anh chị đang sinh sống. Còn cái phía sau lưng Tâm đây, đây thì mình đi cái đường quốc lộ 50 này mình thẳng tầm khoảng 3km thôi là mình về trung tâm thị trấn Cần Đước ha. Thì cái khu vực này là khu vực khu phố Hòa Thượng 2 nha quý anh chị. Đó thì hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một siêu phẩm thổ vườn ha. Với cái diện tích là 107 thổ và 267m2, nó nằm mặt tiền đường này luôn nha quý anh chị. Thì hiện tại thì cái mặt tiền đường này là mặt tiền đường bê tông tầm khoảng 4m nha quý anh chị. Thì có thể là xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ chạy phi vu luôn. Đó, và chủ gửi bán cái giá là 3,2 tỷ nha. 3,2 tỷ nha. Và cái đất của mình là nó cách đường quốc lộ 50 thì vào độ tầm khoảng 40m thôi. Rồi bây giờ thì mời quý anh chị vào mình xem đất cùng với Tâm luôn nha. Thì với cái tuyến đường này thì mình có thể là mình đi bộ vào nha mấy anh chị. Mình đi bộ vào luôn. Hiện tại là đường trước đất của mình là đường bê tông nè. Đường bê tông 4m. Và có thể hiện lối đi trên sổ luôn. Đó, khu này thì dân cư thì rất là đông nha quý anh chị. Rất là đông luôn. Đó. Rồi. Tới đây là cái vị trí đất mà Tâm muốn giới thiệu với quý anh chị nằm đây ha. Đó, nằm trong khuôn khổ của cái hàng rào biển mưa này luôn. Thì để trước khi vào mình giới thiệu chi tiết về cái thửa đất này, Tâm sẽ quay một vòng cho quý anh chị xem là cái khu vực mình là dân cư đông như thế nào ha. Cái đoạn đường này là đường thông nha quý anh chị. Đó, rất là ok luôn. Và từ cái vị trí đất mình nhìn ra đường quốc lộ 50 thì đó, quý anh chị thấy xe chạy nè, đó. Rất là gần luôn. Thì nó cách quốc lộ 50 tầm khoảng 40m thôi. 40m thôi nha quý anh chị. Rất là ok ha. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để giới thiệu chi tiết về cái thửa đất mình cho quý anh chị mình xem ha. Đây thì cái thửa đất mà Tâm muốn giới thiệu với quý anh chị là nó nằm vị trí này ha. Đó, rất là ok. Đó. Thì cái diện tích mà sử dụng đất của mình á, diện tích trên sổ nha, thì ngang là 8m1. Và tính luôn thửa vườn luôn á, là dài là một đầu là 40m, một đầu là 49m nha quý anh chị. Đó. Thì cái thổ mình ở vị trí cái thổ mình là nó nằm trên đây. Thổ mình nằm trên nha, còn vườn thì nằm dưới nha quý anh chị. Đó, thì cái diện tích thực tế là ngang là 8m1 và dài là một đầu 40m và một đầu là 49m ha. Thì cái diện tích thực tế trên sổ là 8m1 thôi, còn ở ngoài diện tích mình sử dụng á là 9m nha quý anh chị, tính từ cái vị trí cọc này. Đó, qua cái vị trí bên đây, hàng rào bên đây luôn. Thì nói chung là hai bên đều có nhà san sát nhau hết rồi. Thì cái khu vực đất của mình á, là nó nằm ở giữa nha. Nó nằm ở giữa lọt lòng ha. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào cái thửa đất mình để giới thiệu chi tiết về cái thửa đất này cho quý vị xem luôn ha. Đó, đất mình thì hiện tại ở đây á, là đã được lên nền cao ráo rồi. Sạch đẹp không màu mã gì luôn. Thì do chủ ở Sài Gòn quý anh chị, cho nên là không có thời gian đi về chăm sóc cái thửa đất mình á, cho nên là cỏ mọc lên hơi nhiều. Thì quý anh chị cảm thấy nếu mà mua miếng đất này rồi thì Tâm sẽ alo chủ về để chủ dọn sạch sẽ cỏ. Thì quý anh chị thấy miếng đất mình rất là đẹp luôn, được san lấp rất là cao ráo luôn ha quý anh chị. Và cái hướng đất của mình là hướng chánh tây nha, hướng chánh tây luôn. Đó. Thì cái khu vực đất mình á, mình có thể là mình xây nhà vườn hoặc là biệt thự rồi. Còn có một ít vườn á, mình trồng cây, mình canh tác, mình trồng kiểng cũng rất là ok nha quý anh chị. Đó, cái khu vực đất mình là nó chạy dài xuống tới cái mí hào phía kia luôn ha. Đó, rất là ngon lành, rất là đẹp luôn ha. Phía sau có một cái cây dừa nè. Thì bên đây là cái nhà xưởng nha quý anh chị. Cái nhà xưởng người ta đang làm xưởng bán. Còn bên mình á, thì đất mình nó nằm lọt lòng giữa hai cái căn nhà luôn. Rất là ok, rất là đẹp luôn. Thì trước cái clip á, Tâm có bài cái phần live cam á, để điều hướng cho quý anh chị xem là cái khu vực đất mình ở trên cao quý anh chị. Thì quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của Tâm bằng một like và một đăng ký kênh nha. Đó, đất rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì Tâm xin nhắc lại về cái diện tích, về cái giá cho quý anh chị nghe một lần nữa nha.
Thì tổng diện tích của đất mình á là 374 mét và gồm có là 107 thổ và 267 mét vuông. Và thổ mình thì đã nằm trên đúng không chị? Thổ mình nằm ở phía mặt tiền ha. Còn ở phía sau á là đất vuông. Và với cái diện tích thực tế là ngang 8 và dài là 40, một đầu là một bên là 40 mét và một bên là 49 mét ha. Và diện tích sử dụng của đất mình ở đây á là ngang là 9 mét nha quý chị. Ngang 9 mét luôn. Đó, đất mình rất là rộng luôn. Và chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 2. Và với cái giá này thì Tâm sẽ cho quý anh chị gặp chủ để mà thương lượng giá luôn ha. Có thể là chủ có thể là bớt lọc. Đó, rất là ok. Và cái hướng đất của mình là hướng chánh tây nha. Đất quá đẹp. Cách đường quốc lộ 50 tầm vào độ tầm khoảng 40 mét thôi. Và đất mình là có hiển thị lối đi trên sổ luôn. Thì mình mua mình có thể là mình ở sau này mình có kẹt vốn này nọ thì mình có thể là để vào ngân hàng để mình vay ha. Đó, rất là ok. Quá đẹp cho một sản phẩm thổ vườn. 107 thổ, 267 mét vườn. Tổng cộng là 374 mét, chỉ giá với là 3 tỷ 2 thôi mà còn thương lượng nữa thì rất là hời đúng không anh chị? Rồi, bây giờ thì Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị mà xem video mà cảm thấy miếng đất này thích và hợp với quý anh chị thì hãy nhấc máy lên và điện thoại số điện thoại Tâm để góc phải màn hình. Và số điện thoại của Tâm là 0937 629 679 hoặc xem phần mô tả video của Tâm ha. Đó. Đất mình thì đều được hàng rào 40 hết rồi. Rồi, thì bây giờ thì Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Hẹn quý anh chị vào những cái video tiếp theo. Tâm sẽ đưa lên những cái sản phẩm mới có cái giá rẻ bất ngờ để quý anh chị tham khảo và đầu tư luôn. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.